Vậy cũng được. Ok, tạm biệt má. Yêu má. Bye. Chị Xuôi không qua ăn cơm hả? Má không cần lên lớp, cũng không có đi với má. Không biết má đang bận cái gì nữa. Ê, má của con không phải người phụ nữ tầm thường, y như là độc tí thần ni vậy. Rất là dứt khoát. Má à, má biết chuyện gì hả? Hình như là chưa nấu cơm. Nè má, chúng ta là người một nhà nên thành thật với nhau chứ. Người một nhà là phải tôn trọng chuyện riêng của đối phương. Má không làm bà Tám đâu. Má à, rốt cuộc là chuyện gì, má đừng có hù con nha. Ây trời ơi, con quả nào cũng đen như nhau. Ba của con có người phụ nữ khác. Hả? Ba của con có Tiểu Tam. Ba của con thật là quá đáng á. Quen một bà già nào đó còn già hơn má của con. Cái gì? Ây trời ơi, càng nghĩ càng thấy tức. Má nên ra mặt đánh Tiểu Tam giúp trẻ mình. Sếp à, có cô này tìm sếp. Con có hỏi ba, bao nhiêu năm qua ba có tìm người phụ nữ đó không? Con nói gì vậy? Ba nói đi. Ba đừng có giấu con nữa. 20 năm trước chính mắt con nhìn thấy ba qua lại với một người phụ nữ ở dưới nhà. Ba còn ôm bà ta trước khi lên taxi nữa. Đừng nói chuyện này. Nói mà. Đi. Lần đó hai mẹ con hỏi tới Hồng Kông, con trai bị tai nạn vào trong bệnh viện. Còn có cả con trai. Ba đối xử với má như vậy, ba có còn là người không? Con luôn im lặng cũng không nhắc tới là vì con không muốn gia đình của mình tan vỡ. Sau đó con thấy ba và má cũng rất tốt, con tưởng là mọi chuyện đã bình thường. Con tưởng là ba đã dứt với Tiểu Tam đó. Thì sao lâu nay ba đã bắt cá hai tay? Ba còn dám nói mình là người chồng tốt, người cha tốt hả? Chuyện không phải như vậy, con đã hiểu lầm rồi. Con không có hiểu lầm. Ba đối xử với ba như vậy là do ba tự gây ra thôi. Cho nên là lúc con còn nhỏ, cho dù ba đúng hay là sai, con cũng luôn đứng về phía má con. Con chỉ muốn biết là ba tính thế nào thôi. Con cho ba chút thời gian đi. Ba cần bao nhiêu thời gian hả? Đã 20 năm rồi má đã biết hết rồi. Alo. À cái gì? Rồi sẽ tới liền. Rốt cuộc là mình tới đây làm gì vậy? Ba tới chưa? Đang ở đằng sau ông. Bà đã biết từ sớm, tại sao không nói tôi nghe? Tôi có hỏi ông, có gì muốn nói với tôi không mà. Vậy sao bà nói với lại Kim Mỹ Quang? Tôi không nói gì hết. Là chỉ tự đoán thôi. Đang nói cái gì vậy? Sao con không có hiểu gì hết? Có phải rất nghiêm trọng không? Tới kỳ 4. Phương Sở Kiều không dám tính sổ với mấy người. Tôi là chị em tốt của chị nên muốn ra mặt cho chị. Mấy người có quan hệ gì với Khang Lạc? Chúng tôi không quen biết bà, cũng không cần giải thích với bà. Bà làm mình ra khỏi đây. Chột dạ hả? Bà là Tiểu Tam, vậy anh là con riêng hả? Kim Mỹ Quang. Hả? Chị về đi, đừng làm chuyện xấu hổ nữa. Gì chứ, là họ sai mà. Chuyện nhà của tôi liên quan gì tới chị kìa chứ. Anh đối xử với chị em của tôi như vậy thì là anh sai. Phụ nữ phải mạnh mẽ, là chị nói mà. Bây giờ anh ta có người phụ nữ khác, chị nhìn xem, con trai đã lớn như vậy rồi, chị còn nhìn nữa hả? Im lặng đi. Má chồng con muốn giúp má thôi mà. Đây là vợ trước của ba con, Châu Huệ Phân. Đây là anh trai cùng cha khác mẹ của con, Khang An Nhiên. Cái gì? Lớn hơn con 4 tuổi. Xin lỗi, đã làm phiền mọi người. Má tôi chỉ mong là có thể gặp lại ba trong quãng đời còn lại thôi. Ba nên làm vậy mà, là ba đã nợ má con. Như vậy cũng đáng trách mà. Thì tại anh ta đi nói lại tình xưa. Đủ rồi. Là gì để giật chồng của má tôi? Con hiểu lầm rồi. Thực ra là năm xưa má chê bai ba con, là má chủ động nói muốn ly hôn. Má, nếu vậy tại sao má lại muốn trở về Hồng Kông, muốn gặp lại ba vậy? Là vì không có người mẹ nào lại muốn con mình và ba ruột của con cả đời này không quen biết nhau.
Con đừng trách gì nữa. Chị thật sự rất là rộng lượng. Chị cũng vậy. Chị đừng trách ổng lâu nay không liên lạc với chị. Khang là ông thực sự rất có phúc đó. Có một người vợ tốt như chị. Những gì mà ông không làm, vợ ông đã làm hết giúp ông. Chị biết hả? Tôi nhận ra nét chữ không phải của Khang Lạc. Thực ra bao nhiêu năm qua, sinh nhật của Nhiên, hoặc là ngày Tết, ngày lễ, thậm chí là lễ tốt nghiệp của Nhiên, chị cũng đều có gửi quà và thiệp tới chúc mừng. Cho tới năm con 18 tuổi, con nói là con không muốn nhận quà của ba nữa. Việc tôi làm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Má, má thật sự rất là tốt. Cảm ơn chị. Chị yên tâm, sau này anh em nó sẽ tương trợ lẫn nhau. Má, má thật sự rất vĩ đại. Dù người đó không phải là con của mình, mà má cũng rất là yêu thương. Còn đó, khi thì ngọt ngào, lúc thì đắng cay. Má à, con khâm phục má thật đó. Điều mà má đã làm, con tự hỏi mình, chưa chắc gì con đã làm được. Gặp lại Huệ Phân, má mới nhớ lại lúc mình còn trẻ, đã rất nhẫn nhịn, rất bao dung. Trước đó đã làm nhiều chuyện để thúc đẩy con, cũng tại má quá cố chấp. Vậy thật ra gặp lại gì cũng là một chuyện tốt. Má quyết định rồi, buông tay. Sau này chuyện gia đình của con má không nhúng tay vô. Vậy thì không được. Cái gia đình con đều rất cần má mà. Đứa con này. Ê, trời ơi, tôi đi vệ sinh mà. Sao không đợi tôi vậy? Tôi còn chưa la chị nữa đó. À, để tôi chuộc lỗi nha. Tôi dẫn chị đi vui chơi đi. Ý, của vui chị em, con cũng đi nữa. Về nhà đi, không có phần của con, má chở con về. Dạ được. Nè. Trời ơi, uống cho có thôi, chút còn lái xe đó. Ờ, được thôi. Lâu rồi không lên núi ngắm cảnh. Chị điên rồi hả, làm gì đó? Như vậy thoải mái hơn mà, la đi. Nè. Điên quá. Trời, chị đừng có kìm nén mình như vậy. Cứ dồn nén trong lòng thì sẽ bị bệnh đó, chị biết không hả? Chị mới có bệnh đó, tôi bình thường lắm. Con gái tôi còn nói tôi vĩ đại nữa. Trời, bây giờ chỉ có tôi với chị. Chị đừng có đóng vai thánh nữ nữa. Con người của chị giả tạo như vậy đó, suốt ngày ra vẻ rộng lượng trước mặt mọi người. Còn nữa, chị cứ thích làm ra vẻ dùng đất đạo đức là quan trọng nhất, suốt ngày thích đứng trên đó. Chị chính là cáo chín đuôi. Cáo chín đuôi. Chị rút lại ba từ cáo chín đuôi này cho tôi. Cáo chín đuôi. Con cáo chín đuôi chết tiệt. Sao nấu canh khó nuốt vậy? Tại sao má anh luôn miệng gọi em là cáo chín đuôi? Anh xin lỗi. Thật ra anh từng kết hôn, có một đứa con trai. Bây giờ anh mới nói với em. Tại sao bây giờ anh mới nói với em? Tại sao hả? Tại sao? Tại sao chứ? Bây giờ em phải làm sao đây? Trong tình huống hoàn toàn không có sự lựa chọn nào, ông ấy cho tôi biết ông từng kết hôn, có một thằng con. Tôi có thể làm gì? Nè, tụi mình chửi ông đi. Nói theo tôi, Khang Lạc, cái đồ chết tiệt. Cái đồ chết tiệt. Gì? Gì mà chết tiệt? Thì đại khái chửi như vậy thôi. Khang Lạc, cái đồ chết tiệt. Cái đồ chết tiệt. Cái đồ chết tiệt. Cái đồ chết tiệt. Chị đừng suốt ngày phải mạnh mẽ nữa. Được, được. Cái đồ chết tiệt. 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 Cảm ơn chị. Được rồi, được rồi.